Tiếp tục tin tức thời sự. Hôm nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi tập huấn nâng cao nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai cho các đơn vị trực thuộc và lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn chuyên trách. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi tập trung hướng dẫn cho các đơn vị nắm vững quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin khi có vụ việc thiên tai, tai nạn xảy ra trên biển và trên địa bàn đóng quân. Huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ làm công tác cứu nạn, thực hành thuần thục phương pháp thả phao cứu sinh, tiếp cận người bị nạn và sơ cấp cứu người bị nạn ở các mức độ khác nhau. Lực lượng chuyên trách làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cũng được trao đổi hướng dẫn kỹ thuật cập mạng, buộc dây và lai dắt phương tiện bị nạn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Cán bộ tham gia lớp tập huấn còn được tiếp thu nội dung, phương pháp, kỹ năng tuyên truyền đặc biệt nhằm vận dụng vào thực tiễn trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.